Sáng qua tại Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Kiên Giang phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện U Minh Thượng tổ chức Ngày Hội Việc làm trên địa bàn huyện năm 2022 cho đoàn viên, thanh niên, lao động tự do có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Tham gia tư vấn tại Ngày Hội Việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện U Minh Thượng có 5 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 2 doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, 2 doanh nghiệp trong tỉnh và trường trung cấp nghề vùng U Minh Thượng. Tại đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các đơn vị doanh nghiệp đã thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp, cũng như giới thiệu tư vấn những vị trí việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp và các thông tin liên quan để người lao động tìm hiểu và đăng ký tuyển dụng tại Ngày Hội Việc làm. Đặc biệt tại ngày hội, người lao động được thông tin giới thiệu chương trình đi xuất khẩu lao động theo chương trình hệ thống giấy phép làm việc EPS với mức chi phí thấp, các chương trình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, chương trình tư vấn du học vừa làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Hiện tại thì VinBank Phú Quốc thì có số lượng mà có nhu cầu tuyển dụng là tầm 400 nhân sự cho tất cả các vị trí, gồm có bao gồm các vị trí các bộ phận như là nhà hàng, bếp, bồn phòng. Ngoài ra thì có các cái bộ phận lễ tân và bộ phận hành chính, nhân sự, kế toán. Thì đến với VinBank Phú Quốc thì các bạn sẽ được hỗ trợ là về chi phí ăn ở tại công ty. Ngoài ra thì về mức lương thấp nhất của bên VinBank Phú Quốc là đối với các bạn mà chưa có đào tạo, chưa có kinh nghiệm gì cả là 6 triệu và được hỗ trợ thêm 3 triệu tiền chi phí sinh hoạt. Bên công ty VinInfomed thì hiện tại đang có cái thế mạnh về tuyển dụng về bên thị trường Đài Loan, làm việc có thời hạn tại Đài Loan. Và hiện tại công ty đang cần rất là nhiều cái nguồn nhân lực làm việc tại Đài Loan về các ngành như là xây dựng, nông nghiệp, hộ lý và những cái ngành nghề bên công xưởng, nhà máy. Cái độ tuổi thì mình rộng và không có giới hạn nhiều, là từ 18 cho tới 49 tuổi đều có thể tham gia cái chương trình này được. Và hiện tại thì cũng có một số những cái hỗ trợ mới của tỉnh cũng như là của công ty hỗ trợ cho các bạn, cho nên là hôm nay cũng rất là mong là có thể theo dõi và đưa những cái thông tin này tới với mọi người ạ. Hiện nay các ngành nghề được các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng gồm may mặc, chế biến thủy sản, nhà hàng, khách sạn, nhu cầu học nghề và xuất khẩu lao động. Có gần 90 đoàn viên thanh niên và lao động tự do ở các xã trên địa bàn huyện đã đến tham gia tìm hiểu công việc và cần tư vấn. Qua đây giúp người lao động có điều kiện gặp gỡ với các công ty doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó có cơ hội tìm được việc làm phù hợp, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Em muốn tên là Quỳnh Minh Thượng này thì em chỉ là học hỏi để mình học để mà đi nước ngoài để mà kiếm thu nhập để mà nuôi gia đình á, với phụ cho ba mẹ nhiều hơn. Bên sắp tới thì em cũng sẽ đăng ký ở công ty nào đó ở đây, hẳn ở đây nên sẽ đi du học, giờ làm ở nước ngoài. Sau thời gian đi học thì cũng chưa tìm được việc làm, cho nên hôm nay đến đây để muốn là gặp những cái công ty doanh nghiệp để có nhu cầu tuyển dụng lao động để có thể tìm thêm nhiều cơ hội để có thể có việc làm ổn định. Vừa qua thì chị cũng đã có tư vấn về cái cơ hội làm việc cũng như là cái số lượng lao động cần tuyển dụng, chế độ chính sách của công ty. Dạ, em thấy cũng khá là phù hợp ạ. Hiện nay trên địa bàn huyện U Minh Thượng thì có khoảng trên 5.000 người lao động để nhu cầu để tìm việc làm, nhất là lao động trong và ngoài huyện, đặc biệt là lao động tìm việc làm ở các nước. Thì trong thời gian tới, đối với phòng lao động tham mưu cho ủy ban, giúp cho ủy ban để định hướng tới phối hợp, đặc biệt là phối hợp với các công ty để giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh, mà đặc biệt nhất là lao động ở nước ngoài mà theo hợp đồng lao động. Thông qua Ngày hội Việc làm huyện U Minh Thượng năm 2022 đã tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp với đoàn viên thanh niên và người lao động tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ công ty doanh nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động, khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tư vấn định hướng, đào tạo nghề cho lao động có nhu cầu.